Hello, everybody, welcome to Heo VKT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game hét năm. Một con game từng làm mưa làm gió trên thị trường ha. Ngày xưa con này mới ra là anh em đổ xô nhau đi chơi con này nhóc. Các bạn từ Trung Quốc cho đến Việt Nam thay phiên nhau mọc ra như nấm. Và bây giờ con này đã quay trở lại với kênh Heo VKT. Đầu vô cho được cũng một mớ mấy trăm triệu nè, VIP nè, level nè ha. Nhưng mà không thể so được bằng cái quà code hay gì đâu. Từ Heo cũng chưa biết là quà code nó có gì trong đó nữa. Đó là chúng ta... Rồi, ok. Ok, cái gì ạ? Kế hoạch hả? Ok. Kế hoạch hả? Ôi, hả? Có nên nhận không ta? Nhận này lâu quá, nghĩ đi. Cái gì à? Đầu tư hả? Thần thú, tích lũy nạp. Nạp. Còn cái này là cái gì ta? Mảnh thần trang hả? Trang này để làm gì? Quay cửa hàng này tiêu hao gì ta? Thần thú chi linh hả? Ok. Bé nạp. Ok. Rồi, đến với thông tin server đây có đây. Đây, Hắc Ám Tây Du. Update phiên bản mới nhất server 12 vào 10 giờ ngày 16 tháng 7 2023. Link game iOS Android hắc-ám.net. Tổng các con VIP 6, VIP 8, VIP 9. Update tháng 7 top VIP vậy nè. Vào trang chủ đăng nhập tài khoản VIP code nhập mã ha, chứ không nhập trong game. Tỷ lệ nạp 50.000 bằng 50.000 xu web nhân 2 giá trị nạp Momo Banking áp dụng tất cả server. Quà Tân Hữu tặng VIP 10 100 triệu kim nguyên bảo. Tặng 2.000 thần hồn phách. Tặng 10 phù triệu hồi bếp vàng hồng cam. Tặng vô số mảnh thần trang, tiền kỳ trân cát cùng vô số phần quà khác. Mời anh em vào game trải nghiệm, update, mở rộng VIP lên VIP 30. Các tính năng chi tiết xem trong mô tả hả? Tăng lượt đánh boss chí tôn theo cấp VIP tương ứng. Để hạn chế bung các loại hệ nạp in game 1k, 2k, 3k, 60 gì đó. Loại bỏ điểm VIP vào dịp và tiền kỳ chân cát ra khỏi các loại thẻ nạp in game. Sử dụng thẻ sẽ chỉ còn nhận được kim nguyên bảo cập nhật tổng cộng 20 bet mới. Có hả? Nghe cập nhật 20 bet mới là lật đật kéo qua coi liền. Hắc ám ma lòng bọ cạp. Ok đó. Ui ma ngộ không à. Ok đấy. Rồi, thêm hỏa đen vào tích nạp web. Event like share loan tin nhận 500 triệu kim nguyên bảo. Like share comment cái kiểu. Event đua top lực chiến S12 top 1 5 hỏa đen cộng 5 thần hồn phách cộng 2.000 mảnh ngoại đen. Đó, rất nhiều, khai mở lụm quà, ok là. Đó, ui, ngộ không nè hả. Đấy, ok, không báo gộp server. Chúng ta không nằm ở trong cái server gộp nên là chắc không có code server gộp đâu. Ok, nhưng không sao, chúng ta sẽ đi nhận code Tân Hữu. Và Heo cũng đã có... nạp chút ít để trải nghiệm game. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta ở server. Ok. Server. Ủa, bậy rồi. Ủa, đây. Ok. Update tháng 6, tháng 7. Ok. Nhận hết rồi tí vô game mình tính tiếp ha. Ok luôn. Rồi, đây. Rất ok, thần hồn phách. Ôi, vé ngoại trang. Ôi, su kỳ trân cát 200.
bé chịu hồi, bé chịu hồi, bé thần hồn phách. Quá hết này hả? Có lái xe đâu ta? Ừ mà có lái xe được thêm có một mớ nữa. Đó, có gì anh em nhắn tin admin nhận có lái xe thêm nha. Đây đây đây, bản này coi lên VIP mấy đây. Thường là nó tới VIP 22. Wow, bản này 23, 25, 27, 30. Ồ, 30 là max VIP. Thử liền. Ok, từ từ để kéo lên đây cho dễ nhìn nè. Đây. Đây trên web có mấy cái event tích lũy nạp đồ nè ha. Đó, tích lũy nạp nhận quả đang tiền kỳ trân cát, rương hoàng kim, linh hồn đang thuộc tính cái kiểu nè, rất nhiều nè ha. Đó. Rồi vòng quay bét tiềm năng, đâu mất mẹ cái vòng quay bét rồi. Đây, vòng quay này vòng quay xu hả? Đó, quay thì được 100 xu hả? Cửa hàng, ok. Vòng quay nạp tiền, cửa hàng bán như đây, sủng vật. À, thẻ nè các bạn, thẻ võ thánh quang vũ nè hả? À, rất ngon. Tiên nữ vật phẩm tinh quân à, để coi sủng vật, thẻ yêu nguyệt, thẻ thần vương tử, thẻ thiên gì bình thiên đại thánh nữa, cảnh sát tôn ngộ không, ngộ không hắc ám, giá nhiêu à? 2, 4, 5, 100.000 hả? Thử con không? Thử con đi. À quên chọn xe bờ các bạn ơi. Đây. Vô. Đúng rồi, có trong này luôn. Đó. Ngộ không hắc ám. À, từ từ. Đây, để mở mấy con bé. Chúng ta hồi nãy có mấy cái vé chiêu mộ bé cam, đỏ, vàng, tím, hắc gì ta len nè các bạn. Đó, ok, chiêu mộ hết cũng được. Ok. Rồi, Mão Nhật Tinh Quân. Đây, ôi rồi ôi, hắc ám ngộ không. À, chiến luôn kẻo lỡ. À, ok, từ. À, giờ vậy chúng ta sẽ coi nạp vô game cái đi. Nạp tích lũy, nạp tiền. Cửa hàng, fit code, vòng quay, phần trăm hả? Quà like xe, ồ có nữa hả? À, ok, 500 triệu kim nguyên bảo. Mà anh em like xe xong nhắn tin giạc minh ha. Đây. Đây 2 triệu kim nguyên bảo. À ôi có ghi luôn hả? 500 tiền, 500 chìa khóa. Này ôi 500 thì nó hơi nhiều. À đây vô đủ nè, vô đủ tài khoản luôn. Ngọt sớt luôn các bạn ơi, VIP 14 nè ha. Đó, kim nguyên bảo, ok. Cướp liền. Rồi, ủa vô luôn hả? Ủa nhưng mà chắc nó vô web vô xu luôn hả? Đây, nhận quà nạp nè hả? Tích quà nạp nè, lụm nữa nè. À, 3 giây mới lụm được hả? Nếu không ta lụm từ trên cao xuống. Chứ tốn 5 giây mà để ngồi chờ lụm từ dưới lên thì nó hơi bị sai đúng không các bạn? Ôi, cái này 5 giây gì, cái này đâu. 3, 2, 1. Còn một, ok. Rồi qua đây nữa nè, 2 giây nữa hả? Ôi, tính ra vậy tính ra heo lẹ quá ta. Đây nữa nè, ôi. Còn nữa không? Ủa đây nữa nè. Ôi ơi. Rồi ở ngoài có không? Dễ gì không có. Trời ơi, tích nạp nè. Ôi rồi ôi, quá trời tích nạp luôn. Rồi còn nữa không? Sủng vật. À, ok. À, được bao nhiêu sủng vật thì chúng ta có 11 con hả? Gom được bao nhiêu thì nhận quà bấy nhiêu á mà. Ok, rồi đã hiểu. Rồi ở đây nạp lụm nữa nè. Quá trời quà luôn. Ok. Rồi ở đây nữa nè, tặng nguyên bảo đồ nữa nè. Rồi vô túi coi có cái gì mở ra không. Ôi, chìa khóa, sử dụng liền. Rương Quốc Khánh nằm ở đâu vậy? Rồi,
không thấy cái gương Quốc Khánh nằm đâu ta. À đây nè, đây nè, 11 tuổi. À, rương Quốc Khánh có thấy có một rương à, Quốc luôn. Rương Quốc Khánh là phải treo map này để lụm này nha các bạn. À 600 mấy vé đại Phú Ông. À 607 siêu cấp Phú Ông là 350. Ngại gì không cho quay. Siêu cấp Phú Ông lần 100 vé. Rồi hết rồi hả? Hết rồi. Còn mà nó còn mấy lần 10 cái nữa hay gì á. Rồi hết luôn rồi. 350. Đây, này tới 600 mấy nè anh em. Ok không? Đó. Hết rồi hả? Ủa lẹ vậy. Rồi 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 còn không? Rồi hết luôn hả? Hết rồi, hết rồi. Okay. Rồi vô để coi nãy giờ trong túi lụm được gì. Wow. Gì đây? Ủa cái này sao mở? Ủa. Ủa quay ra được vé nạp nữa nè anh em. Trời ơi. Không biết là trong siêu cấp Phú Ông hay là của ông nào là ở đâu ra mà được vé nạp vậy là hôm rồi. À. Đang rồi gì ta lại hột me hết rất nhiều các bạn ơi. Rồi chúng ta vào trong cửa hàng. Ở đây bán thêm đồ nữa nè. Bét biết đồ nè ha. Húp đồ nè ha. Cảnh sát chúng ta có 450. 403 chứ 403 thì coi cái nào thuận tiền thì mua thôi. Tại anh em thần hộ ha, hân hộ gì đó. Hộ hân gì đó tùy. Đây kim nguyên bảo, chìa khóa vạn năng đồ nè hả. Đó shop bán nè hả, rất nhiều luôn. Đây gì đây, thần hồn. À ok rồi, ở đây chúng ta có giới hạn tầng linh linh trang. À mấy cái thời trang đó các bạn. À ok, cái này nó giới hạn thời gian mở nên là các bạn không cảm ha. Đó rất nhiều luôn. Tiên nữ. À đây cái này mua là lực chiến tăng hơi cao nên chịu khó chờ 5-10 giây mà mua. Cái mấy cái lực chiến kia thì nó tăng cũng có, cũng có tăng nhưng mà tăng hơi ít. Thịt kinh câu hỏi. À đây tập 10 cái. Ok 10 cái danh hiệu đó. Rồi, còn nhiêu là anh em, anh chị em đã biết cách mà để nâng lực chiến hết rồi. Cái này thì mấy anh chị rành hơn heo dữ lắm luôn á. Nên là, ui. Méo, méo mở được cái bộ đó. Ui, ui. Wow, wow. Ô, ô. 800 lần các bạn ơi. Thời trang, wow, rất nhiều bộ thời trang mới luôn nha. Ủa, mấy bộ này là mấy bạn kia đâu có đâu. Wow, thời trang mới quá trời luôn. Ê, nhìn là mê liền. Để tỏ kỳ có con nào mới không. Trời ơi, có luôn nè các bạn. Ô, ô. Ờ, thật hồn phách hồi nãy giữa mình được nhiều lắm thì phải á. Wow, ngon, u. Lụm luôn nè, rất nhiều các bạn ơi. Đó, rồi hết mẹ nó rồi. Trời ơi. Quên coi, ôi trời ơi, đẹp kìa. Rất nhiều các bạn ơi. Bet mới rất nhiều luôn. Trời ơi. Đó, đó. Ok nha. Đó. Lụm đi, lụm đi. Trời ơi, link dưới phần mô tả đó các bạn. Đó, giờ là tới. Ui, mấy con này luôn hả. Để thấy lụm chiến con nào ngon thì lụm. Là đây không này có cái đây còn hàng 15 mà lực chiến khá hơn đó. Mấy con này là lụm hết đem về. Đây con này 18 mà lực chiến cũng hơn nhất nè. Ở trong mấy cái, ui có mấy con bé mới nữa nè. Wow, rồng xương luôn, rồng tới xương rồi luôn. À, ok nha. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok bye bye.